từ 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 cũng khăn khăn ngưng lên được vậy được rồi 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 sáng sớm mà chạy tới chiều tắt giật xuống tắt thì chắc nó lại cái đồ giật nào đó nhà có một cái đã, mà ít mưa thì đỡ mà mưa nhiều là gồng qua lúc đó. Mình xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Giấc này cũng hơn 10 giờ rồi, nắng lên cho nó nóng nóng chút xíu nên mình ra mấy cây bọng gáo ngoài đây mình thọt có chuột hay cắn mối nha. Anh bỏ cái điện thoại tôi vô cắt lên sao? Có gì em té với xong nó cũng còn phải được cái điện thoại. Nó tắm hoài, để nó tắm. Chào cả nhà luôn nha. Kia có hai con cò nó mơi mồi dữ rồi kìa. Thì mình đội lục bình lên là mình lỡ mình bắn nó bình thường cả nha. Nhưng mà cò thì chắc không có sao. Bữa nay đi về cò bắt sáo rồi. Chào cả nhà. Bữa nay xuống rủ anh Sáu đi bắt chuột coi cả nhà ơi. Đó. Bữa nay mượn giỏ của anh Sáu đi luôn nè. Con nhớ lúc trước nhãn ở đâu nhiều gì đâu cha, sao bây giờ nhãn nhiều dữ? Có chứ, có mà cũng đâu có nhiều dữ đâu bác Sáu. Chứ con biết sao không, ngày xưa thì nước nổi quá nhiều, bây giờ được mấy cái mà nước nổi đâu, bây giờ như nó gom lại ha, nó phải gom lại nó nguyên hàng mít chết trơn luôn. Ủa không có gà trống mà gà còn gáy mà con lấy rồi bác Sáu. Đây là nước mà mỏng manh lắm rồi đó. Nè nè ấy mấy bữa nay là nó hơi nhau nhóm giật xuống mà còn vậy chắc mấy bữa trước chắc nó lấp muốn lấp láng quá bác Sáu. Bởi cái rồi. Bởi lắp đăng xăng hết trơn rồi bắt đầu tắm mua cao su tắm lại với rút nữa đó. Mà vườn này con thấy mít chắc cũng từ 3 năm trở lên rồi quá. Đúng rồi. Cũng già mít rồi. Hàng sảy đó đi trước đi. Đây đỡ mấy hàng gáo rồi nè. Có cái gáo nè. Cây con hay là đủ giống rồi đó. Đây chỉ có cái gì giống này. Để dạp luôn cái con là bỏ cho rồi. Có bọng luôn đó. Đi vào bản trước đi, qua bản hai. Ở đó con nhiều nhúc nhích á. Nhìn hai bên, được có phải không? Thấy không? Bây giờ không còn thèm đi dưới đất nữa, chừng cây phải không? Cho như khỉ gì đi. Ờ, cây trước này chắc bọng nhiều đó. Tôi ngút rồi. Trên. Từ từ á. Không có chuột gì hết. Ồ, đằng này có một con rắn nè, rắn lục à. Con cọp. Cọp này sao đen dữ chứ sao? Kìa kìa, rắn móc kìa, rắn móc kìa con. Khoan khoan anh sao? Còn kìa nằm kìa. Nhỏ bự. Cũng trọng con. Đó, ngay chỗ bụi sậy đó, đó. Đang... Vớt nó đi. Từ từ anh thấy gì chút xíu anh thấy liền à. Đó. Nó né hay lắm anh ơi, chứ không phải là dễ đâu. Một con đừng nói vườn mình có lý là vườn hay dinh độ vườn trong nhà nhóc tương tự. Dạ. Thì mình đi lấy gai. Cắm mồi mũi đó anh chị.
có cái vỏ cái à đúng rồi, bọc cước. Sao Dương Út? Thèm quá rồi. Chứ giáo chị ăn đằng này nè, bên đây nè. Đây nè, chờ ngồi. Chín phải không? Ừ. Chín ăn gì? Ăn rau sống nó đi chua. Không, mấy trái vàng vàng này nó chưa chín đâu anh. Còn đó. Chị ra. Chín trơn rồi. Phải không? Rồi, vậy là có lý rồi. Bữa nay có bác Sáu hình như hơn nữa. Vậy hả? Xuống tiếp dựng ốc ơi. Từ 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 từ. Khăn ngưng lên. Được. Vậy được rồi. Rồi. Rồi 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 đó con chụp cái đầu đi. Lột cái nón ra, lột chịu chịu lên chứ. Rồi rồi. Chụp đầu đi, không sợ chứ. Có đưa con cái túi lưới đó, con chụp. Trời ơi, cái tay chụp. Ừ. Hay quá. Đâu ngựa không sợ gì. Hay quá. Rồi rút mạnh ra đi chứ. Rút mạnh ra luôn đi. Vừa. Chú sang, chú sang lại rút giùm chú nhé. Chỗ cái dầm nha, chỗ cái dầm ra. Mạnh ra luôn chứ. Rồi đó. Đó, được một cái màu bén rồi cả nhà ơi. Đã. Ủa, nó gãy lên. Dương Út ơi, đã. Xuống tiếp, Dương Út ơi. Ôi, ôi, nó gãy. Đây nè. Ôi, ôi. Còn con nào nó không đâu mà hên dữ vậy. Có cục đuôi con. Cục đuôi. Ngộ vậy. Trời ơi, vậy có mồi rồi. Có mồi rồi, có mồi. Ê. Đó. Ăn khủng nha. Hồi đầu mùa thì tới giờ luôn á. Mới được con á. Hên quá. Rộng đi mông. Mở rộng cũng được. Vô bọc cước đi. Vô bọc cước đi. Bọc cước chắc mình, không? Chắc mình chút qua bác hai bệnh coi kiếm thêm bọc nữa mình. Bọc cước này kiếm nổi mới được. Nó đủ rồi. Bây giờ cục sát vô được gì không có. Cục sát vô đi. Cục sát vô đi. Hai sát sao nó mục á. Đâu mà nằm trong đây vậy ta. Hay rồi. Hay nha. Bữa nay được ngồi rồi. Nằm trong cái lõn này. Đã hay quá. Đưa con cái chú sang. Dạ. Không con dạch ra con thấy cái lỗ rồi con thấy. Đây Dương Út chèo bên đây. Thấy bữa nay mình có vốn rồi Dương Út ơi. Út ơi Út. Coi cái bọng bên đó coi Út. Ờ đang kiếm coi cái bọng đó đó chết rồi mình bữa nay là ngon rồi đó anh Sáu ơi. Có lá xanh dần luôn. Lá xanh dần luôn. Là bóng nữa. Ở bên đó thấy hả? Cái vườn hay xuống thấy nè. Đúng, có lá nè. Ừ. Ở đây khác. Bơi nó trước cho chú chút một cái. Bước rồi. Ổ này ổ ở hay là ổ ngủ. Dòm kỹ coi chọc 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 mất coi. Nhất ở dưới rồi. Không sao quá. Cái động này nó có trời. Lên mấy vòng đó mà. Ồ, thấy không? Cây mốc. Ồ, đó. Có lỗ mà. Nó đáng lẽ gì là ở nào bác sao? Nó ở đâu đó? Lỗ này đáng lẽ là nó ở đó đầy nhóc luôn. Gặp mấy cái đê gò kia là ở dữ dằn luôn rồi. Đây có bọng á chưa? Bọng ngon quá mà nó bọng lắm. Cái này không có ai vô ghê trên.
thì cái vườn này hồi nào giờ chưa ai vô đây chân á. Giờ vô cái con chuột, một con chuột, một con chuột. Bắn. Lứa hả? Một con. Rồi còn con nào nữa không? Đi xem. Chị nghe cộng lên con. Nhân ốc cho em vô, nhân ốc được con chuột nữa không? Chưa đâu, coi chừng nó gom lại dài nặng đó, Út ơi. Cây nào cũng có bọng hết trơn. Nhiều cái bọng anh dở ra nó chiếu rắn hổ hành đó. Thôi cô nó ngon gì đâu anh ơi, mà công nhận bạn tôi nó gan thiệt, thò tay vô là chập chống nó gì chứ. Mà chỉ mình có sẵn kêu mà lấy chỉ không tay à, mà đó thì mình cũng còn gắn đọc là nha anh, chứ đâu phải ấy đâu, mà tại vì ảnh gan quá gan. Săn nhiều. Ừ. Chứ mấy cái này là phải có hết trơn. Đúng rồi. Trường Út ẩm đó. Mình ở đây. Sao Út thấy mới quá vậy? Đang nghiên cứu. Đây. Rồi để cho mình qua bơi nó đến kia chút. Tới không? Tới. Đâu sao đâu? Cái hầm này nó lặn rồi. Lâu quá lặn rồi. Đi coi cái bọng này coi. Không xuống không? Gần nó chọc luôn. Chắc mẹ lên. Không. Bự lắm. Mình bây giờ mình túa ra ngoài đi. Túa ra ngoài coi anh lặn cái hướng nào đây. Ra ngoài đó luôn đi. Chuột nó quá. Ủa. Chừng nó hồi má thương ngược về bên cái vườn của bác hai. Đã quá, trái này cũng
Phải không? Phải không? Nói cho gì đó. Đâu? Nói rồi. Cá láng rồi. Mới đây nè, chú xem rồi. Mới ngay đây nè. Đây. Có bỏ chút xíu à. Coi chừng nó lại ngay chỗ cái lớn hả? Dầm ra khoảng có luống mỏ không? Sao? Cá lặn luôn anh nổi rồi. Đang kiếm. Chưa thấy gì hết. Mới thấy luống mỏ. Kìa Minh ơi. Đó 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 đó. Kìa. Có đó, nó quật lên đó. Đó. Đó đó đó. Chạy đi đâu nè. Đầu mốt ơi. Ấy rồi. Tét ra đầu bị lẻo. Bị lẻo rồi. Đó. Nuốt một bụng nước luôn à. Chú dứt nè ông anh ơi. Chung vô ông anh ơi. Rồi. Đó. Con hổ hành ký nữa. Vô luôn. Cây này bọng dữ lắm nè Minh. Có nữa, có nữa, đưa chĩa nữa. Em hứa, ở hướng nào anh không thấy em. Chống kỹ lắm hả? Nói ra để hơi mấy cái cây chàm bơi cọ xuồng của anh sao. Hai con ha mỗi con. Ngoài kia nó có cái ổ nữa đó em ơi. Ổ ngoài đó đó. Ở đó nó có cái ổ nữa đó. Rồi. Dạ. Dạ thấy. Rồi. Em đi đừng la. Ăn lên đi. Chèo cây hả? Nó chèo cây cả nhà ơi. Không? Có chứ. Ồ, con nó đu kênh kênh nhanh gáo đã luôn. Rồi, chạy đâu, ổ ngoài đó đó. Ngoài sát mấy ngoài. Nhìn theo con đó coi nó chui vô đâu chứ Trang. Nói đằng kia kìa chú Trang. Đó, nó xuống góc. Rồi chung vô nằm đó đi con. Thôi góc kia. Rồi nó nằm vô cái ổ rồi đó. Cái nào đâm không dính đậu thừa ông Sáu. Còn dính cái nó anh Sáu đi bữa nay quá hên. Đây nè xuống đây là vớt liền. Ngay chỗ này nè, sát đó. Đó chỗ mấy ổ kiến đó. Nghe lỗ đó. Ừ, nghe lỗ đó. Quá rộng. Trên này nó cũng có cái bọng của lá mới chát nè Út ơi.
sao trùng giống máu hả? Vậy là con này báo con kia nữa à, hả? Thấy không anh Sáu? Anh chạy qua báo coi thêm con nữa. Rồi đó đó đó. Rồi rồi rồi, chút xíu. Khoan đợi chút. Quấn trụ này hả? Trụ này chưa thấy. Chút cái bọng này nè. Bọng nhỏ. Lên kia với bọng nhỏ vô kìa. Này không kìa. Cái ổ đó lá không kìa. Bên đó kìa. Bên cây bên đó. Sao? Cái sao? Là nó lúc dưới đó. Vậy là nó lọn ra phải không? Rồi vậy là mình đi. Tẩu thoát à. Để cho mình. Để đi hướng nào? Ở đó đi tính sao? Chỉ cho nó đi. Lái cho ngay ngay cho bụi cỏ là bắt sao. Vậy là anh Sáu đi bữa nay hên dữ rồi nha. Bự không? Lãi hả? Lụm được không? Khoan khoan khoan. Khoan khoan đừng. Một con hai con thì con quyết thấy thành. Quanh cục hả? Khỏi lắm. Đứa chị. Vậy là qua tấm kia hả? Không có một cước có đựng gì không? Dạ đựng gắn. Lấy cái qua quần của anh Sang kìa. À, quần xuống dưới cái lằn dưới đó luôn vậy đó. Còn phọt tay trên đây mà. Rồi. Chứ thủ bạch ký. Á, ngộ. Thủ bạch ký. Con sao bắt đầu bắt đuôi. Dạ. Bắn để đâm chỗ nào lận. Chú xem. Ôi gắn lại cái này ngon rồi. Khóa ngon. Hai em. Hai em. Có lý vậy ta. Hai chú gắn. Tâm giữa mình luôn sao thải không. Lúc rút vô đó. Bút lưỡng vô đó. Rồi. Một cước của Sáu thôi thì mà cứ mít trăm mít ngàn. Một cước thấy gặp. Rồi có mồi nữa anh Sáu ơi. Một con mồi. Mối chà bá. Mới nữa. Ba à ba. Lên bắt nó. Nó
bay hả Dương Út? Bay. Cây này nó còn cái bọng này, không biết cái bọng này trên này có không? Nói nới ra anh Sáu ơi, đừng có dòm sát quá anh Sáu ơi. Nước không hả? Chắc không có. Đó, trên vách trên anh chút đó. Vậy hả? Rồi, nước không cả nhà. Vậy là mình hết cái vườn này rồi. Thấy nghe nãy cũng có con gì sột sạc bánh đó. Cái mối không gì? Chắc cái mối. Mạnh lắm. Được hay chưa ta? Nghe gáy thì nghe. Nghe gáy là biết rồi. Xong mà đi chân bỏ một cái lấy xăng đây. Xăng rồi báo dảnh. Nó cái giường anh được con gì nó quá bự mà nó gáy nè anh ơi. Sao? Không thấy à? Không thấy hả? Mình rú rồi. Này cái mùa nước nó chở gì đi sao? Chở không kịp luôn. Ừ, mất hết rồi cả. Tháo bao bọc luôn, ra đi kia còn bọc trắng hết trơn. Cái gì? Bao mít. Này mít nổi trâu dưới sông. Tháo bỏ trơn. Này. Này của anh Hai Vinh. Ờ cúng đi. Mới mua luôn cái gì nè. Mới cáo luôn á. Anh bữa sau là anh nghe cái hì cái vô cái đầu cá. Anh cắt mít á, ông mua mít á. Trời Phật cái ông tông nó sạch chạy ra ao ao ao, anh quýnh chân chạy chợ mua. Là lúc đó nó bể tràn nước vô đâu sao? Tràn nước vô. Giờ mình qua một cánh đồng nữa. Đó, qua cánh đồng cái chỗ hôm đó mình săn chuột cái gò mà chuột nhiều nhất đó, mà dễ bắt nữa. Cái chỗ cái giấc đó là im đó Út ơi. Từ từ cái chiều nó mới mát lại quá. Chỗ này chắc xe chạy xuống tới đây được quá. Đây bên đây không mà đây không chạy được. Dạ. Dạ chở lúc mẹ hết trơn rồi. Rồi. Đâu ta là chỗ ngay cái chạy nó lúc luôn ha. Ừ. Rồi. Mò lại đây sát cái dứt này coi có không Minh. Dạ. Bên nào sau ủa sao ngậu vậy à. Lại đây coi 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 cây này coi chắc bờ chứ kiếm coi con gắn mối nào có không đó luôn. Đó là dàn lứ hay gì? Lứ. Cái này chắc cá linh hai ngữ văn chưa dính đâu. Còn nhỏ quá. Bây giờ mà cũng lỡ dữ lắm mình không có sao. Nhấp ra. Ra mít ra mây tờ. Sao không đó?
thấy gió hiu hiu không mà sống gì mà gió thịnh lên cái dữ lắm, con hỏi bọt luôn. Cái bữa mà mình đi chiến có anh Sáu rồi có Út Xanh rồi, cái vườn này là bị thất bại nè cả nhà. Thì bữa nay mình trở lại coi sao đây. Bơm nước chụp chuột á. Đem máy đồ hoành tráng mà có cuộc không có mà lên cái gò trên kia. Bữa đó trúng luôn ha anh Sáu. Ôi ba cái lá xà non này mình tính ăn cái gì đây? Quá trời luôn Út ơi. Xà non. Ngập không chú xe? Ngập. Ngập. Đây ra nè, để còn dùng trước thời cái. Hình như còn cái gò đó chưa ngập nữa kìa đó mình ơi. Gò đó chưa ngập nữa. Cái gò sao hả? Nó bình bình đang ổn, nó giỏi chảy ngang đó. À. Trời nó cao mất mấy lần trước nữa. Dạ, thấy xong chụp nhô chụp nhô bởi vì mùa được nổi giờ em thấy nó vui đó. Trên đợt lắm anh ơi. Củi dư dằn luôn. Chỗ đó có gắn mối đâu rồi. Có không? Có ổ không? Ổ này chắc ăn có chuột rồi Minh ơi. Thì tấp tấp đó có gắn mối cho anh lùa cho anh chạy anh cây coi. Cái gì hết. Ba con gì à? Con cò gì á? Ba cái bự quá. Có chuột nè Út ơi. Trèo lên trắng ba nè con.
đó, nó còn y nguyên chỗ cũ luôn, chuột nó bự đó, đó đó, nó còn luôn. Wow, wow, đi theo nó luôn. Đây nè. Không qua nè. Anh thấy ghê. Đây nó, đó đó, đây nè. Nè. Xong khiếu nè. Sao không đó. Đây nè, đây nè, đây nè. Wow. Hai được con ở Úc ơi, được con ơi, vuốt luôn rồi Úc ơi. Để đón coi nó lận ra đâu đây. Mình đây mình canh đi, nó sẽ nặng không bao giờ xa hết trơn. Dứt khoát là nó phải vòng vòng đâu đây nè. Chú Sang ơi, đâu ấy nữa, trước nữa đi, để hồi nó nói lại trước nữa đi. Đây nè, nè, nè Minh ơi, nó lỡ qua con kìa. Ừ, con đó, thấy không? Nó nặng rồi, nó nặng rồi chú Sang ơi. Mình bếp, chuyền tới chuyền luôn. Vậy là cái giường này phong thủy không tốt rồi. Đi hai chuyến là không thấy gì hết trơn. Giờ mình chở ra, mình ra cái gọi đó anh cho là mình về luôn cả nhà ơi. Mình chọn điểm là ngay chân cái góc cái cổng để mình nấu cơm, ăn cơm còn không ngờ bành kỳ luôn. Ký à, ký không chú xem hơn ký luôn á. Nè, nhúm lửa lên để gắn mình hơi lửa đang mình vuột da của nó quá mập.
ngựa ứ nhá, không ngựa. Đây giữ mình. Chắc mấy chột ở hàng gáo đó nó lụm muống hết. Còn có mấy con. Bác Sáu thân màng à. Hình như có hai con chuột à. Thứ hai gắn nói à. Chắc mình xào chung luôn. Mình xào lá cách thì chứ Dương Úc đang lộ bộ lên đó đằng cái hàng bịch đằng kia đó. Hái lá cách. Sao mình hái ba trái mít để mình nấu nồi cơm. Thì mấy trái mít này nó bị chết cây hết rồi. Cây nó bị nói chung là ngập nước nó chết như cái cây bên đó đó, đó như vậy đó. Cả cái trái nó mềm trái luôn mình mới hái chứ mình không có hái trái nguyên thôi cả nhà. Cả này con hái trái nguyên chắc bị đòn con ơi. Nhưng lúc nãy giờ dằn mấy khúc gắn cho nó mềm xương chút. Lọc chứ. À, bà thì đang cắt cái lá cách cho nó nhỏ nhỏ là. Cắt hai con thấy cắt hai là vừa chứ. Bởi nếu hồi nó cũng xào nó teo. Dạ hồi nó teo héo. Ở trên đây thì cách nhà bác ba cũng cỡ khoảng hơn cây số. Nhưng mà cái đường đó thì không có chạy xe được nữa. Bác ba. Thì cũng có điện cho bác ba hay bác ba coi có bơ xuồng lên. Bác ba bữa nay đi được tỷ. Nhiều đó là lá cánh đó nhiều là ngon lắm mình. Mùa nước mà. Cái này phải được chừng 15 gắn mối nó mới ngon. Để một đảo rồi kìa, không nhẫn đâu nha. Mình mong mỏi. Coi chừng cái nồi này sao cũng hồi là chừng mình mong luôn. Tại bữa nay mình đi mình sạn thiếu cái chảo à. Giờ mình sẽ lấy cái nồi kia mình dở cơm ra. Rồi lấy cái nồi này mình xào. Nồi này nó bự hơn. Cái góc cồng này làm cái bàn là đẹp lắm luôn đó bác Sáu. Nó cũng có dáng nè. Chỗ này mỗi lần có hai chiếc xuồng mà bác Sáu. Ngập nước chứ rồi. Chắc lúc luôn hả? Chìm luôn hả? Chìm luôn rồi. Dạ. Từ đầu mùa tới giờ lâu lắm rồi mình mới đi săn được rắn. Bữa hổm được con gặp con mà nó bị sẩy. Nó trên cây á mình bắt nó chua ăn lắm. Còn trong bọng là như nãy như nó nằm ngủ vậy chú sang đêm gu à. Khỏi vàng mình để gắn cho cả nhà. Gắn chuột, gắn mối. Hai dĩa ha bác Sáu. Này phải quên soạn thiếu cái chảo, có chảo xào mau ăn dễ. Nó rộng. Sớm có anh kia anh ra bữa lưới cá gồn kia. Bữa xong anh quay lại anh cuốn rồi. Đây còn bình nước nè. Của ông chủ ruộng để này để đi thăm ruộng cắt nước có nước uống. Còn mình á thì mình đi lúc nào đi theo cũng có một can gì hết. Lên trèo lên cái đọt me lọt còng coi chú Sang bỏ ông dòm coi bắt ba bơ tới đâu rồi. Bơ cặp mé bển chứ con nghĩ chứ cũng không đến đổi. Nó cũng phức đỡ đỡ. Gắn chín mình để lá cách vô cả nhà. Wow. Chống tiền
Ba ba rước bác ba với bà vợ mình. Hai gì không dừng không? Dư sức. Gắn nãy gắn ngay ký ông chú Sang chắc cả ký quá. Mình để hành vô luôn. Dài đó. Này chút nữa mình ấy ra rồi xay tiêu nhiều nhiều để vô cho thơm. Rồi nhắc luôn. Một nào luôn. Rồi bác Sáu ơi. Cái gì á bác Sáu ơi. Đây viên gạch thằng bông cắn nước con bà ông tà nữa này cảm ơn chiến miên bữa nay. Rất là quê làm được con rắn. Hai con. Hai con rắn. Bây giờ mình xào rồi cái xào lá cách. Xào lá cách rồi bây giờ mình uống rượu la rai nữa. 2 3 vô. Tự mời ông bà uống trước hả? Hôm đó này hên đó bởi bữa nay được hai con rắn chứ ba. Vô. Bà cái ai dùng rắn. Ông nói gì ai hiểu đâu. Rắn không ngựa đó. Này bữa nay im gió quá. Rắn không ngựa. Quá. Wow. Mình canh tương, tương mà ẩm ớt. Dài không? Dài quá. Không được chứ. Không, được rồi. Không dạ. Bữa nay làm bên kia là được nhiều rồi đó, bắt ra mà cố tình kiếm thêm con hai con nữa qua tới bên cái vườn sồi bển mà không có gì luôn, chết quất luôn. Được con chuột mà bắn rồi rớt xuống cũng sai. Bên đây là bắt trước hả? Dạ, bắt bên đây trước. Cái vườn sài đó mình không có duyên à. Không có duyên vườn sài đó. Dạ, không có, không được. Đây vườn cái gặp bên đây là chú quốc không? Hai chuyến rồi. Vườn gà đó mình đi mà chỗ đó làm trong vườn có. Chỗ này có à. Tuy nhiên mà có, mà thắng nhát quá. Có quả chú hộp không? Dạ. Chỗ á. Dạ. Nếu mà mình là không lấy nó, mình đi rồi tới giờ nó chạy không à. Hết này. Chặt hết rồi. Mình bắt. Còn trứng đi. Cho mấy ông người trứng coi. Trứng trứng thôi mà. Ừ. Trứng là hả? Ừ. Chứ thì chưa hết được chứ. Đều hết rồi. À. Này cũng khúc này ha. cái bộ lòng nó trứng nè. Cái trứng mà thêm khúc này nó cũng phải ai mặc không mà bác Mau. Thôi giờ vô đi. 1 2 3 vô. Bác Sáu theo chống mấy cây số cũng có nhiều đó mà cũng nó ổn bác Sáu nè. Cũng như chống mấy số ưu tiên nha ba này hả? Dạ. Bộ lòng gắn tới trứng gắn luôn hả? Dạ. Trời ơi. Bồi bổ rồi chứ. Lắm đó tại anh không biết. Biết đâu. Nắng cực hay là chống cực? Chống cực. Giờ nắng cực thì chịu. Chứ đừng có mưa tôi gậu lắm. Mưa nước lên chỗ này mát mẻ quá ha bác ba. Đây quá mát. Thấy mát hơn qua bờ ở bển bác ba, nó bển mát. Đúng. Cái bóng còng cái cây còng bự cổ mình nhậu. À cái chỗ cây còng đó hả? Chỗ cây còng nó cũng mát dữ lắm luôn. Dữ lắm, nó trần bành đang mưa. Cái vậy mình rút thì không nói đi mà cái vậy này nè. Anh ở ngoài nước. Đâu có ra đâu, vớt qua đây xuống một chút xíu rồi khỏi đầu vườn đó tới rồi. Tự nhiên là không có lên. Nhưng nó cao cái diện nó rút. Còn cao hơn 4 tấc. Không 4 tấc. Cái đấy là hiểu chưa? Kiếm gì chứ? Kiếm muỗng. Nước mà giờ là mà xong đây nó không có lên. Không có cao không cái diện nước có ngày muỗng. Cao ý nó cái diện xa lắm nè. Không, diện này bây giờ có không lên. Nước mà sao mà đâu lên rồi. Không lên, nước mà không vớt. Tại tôi mới chữa vớt này. Bên đó là cái hàng mít của bác Sáu. Tôi mới chữa vớt này. Cũng có chết lẻ tẻ vài cây. Cái thơm nước tôi biết. Chạy con cá chết là có 3 kg rồi nó chết nó muốn ương tôi thả vào. Là không gần cái tháng nào cũng đổ rồi. Sao? Bữa nay làm thấy hai rắn này ngon không? Đúng chứ. Dai. Thợ nấu nào anh Huy? Ở đây thợ nấu cấp quê không à. Không quê hả? Không ra ông nào nấu cũng được chứ. Mà bữa nay mình nói là dưới góc còng đi. Trời.
Thả ra gấu cầu hả? Dạ ba sáu em. Đây cái hàng mít bên trái nè. Dữ dằn. Tôi đi xuồng lên á, bọn nó bổ mà. Chà đi xuồng bỏ dưới cái giường của thằng thì sớm giờ mình ăn cơm cũng xong rồi, cũng làm với bác ba, với bác sáu, với bà vợ của mình nè. Mình xin chào nha. Cũng xin chào cả nhà. Hết hai chai rượu, còn ba vợ của mình thì cái đường bển chạy hơi khó, tại vì nước ngập á, khó chạy. Hãy dựng út nhờ dựng út lái chở ba mình về rồi. Tại nước ngập chi nè, rất là khó, phải có người ở sau như đẩy tiếp phụ tiếp chứ thôi khó, rất là khó. Giờ bắt đầu mình săn xong rồi bắt đầu chống cái vỏ về nhà của bác Sáu. Chào cả nhà. Thì giờ cả nhà lại video tiếp theo. Chứ bây giờ thì đường còn dài lắm cả nhà ơi. Rồi để đưa anh ba qua xong anh ba còn lội xuống lấy một chiếc xuồng. Rồi anh ba phải chuyến này đi về bằng thuyền rồi, không có còn mà đi bộ nữa, đi về xe nữa cả nhà. Em đi trên xong đi xe bằng xe, bây giờ đi sổ bằng xuồng. Bây giờ lâu lắm rồi bác ba, mà theo như bác ba nhớ thử là bao nhiêu năm rồi bác ba mới mà mình đi nhậu mà bằng cái chiếc xuồng đó bác ba. Trong trải nghiệm thì bác nhớ là hôm nay chừng khoảng mấy năm rồi đó. Có lúc buồn. Ê, ông nói vậy là hơi sai rồi đó. Trên 20 năm rồi. Không lúa mùa, ông lúa mùa mà còn đi à. Có lúa mùa mình còn đi, nhưng mà tôi nuôi tôm á thì tôi còn nuôi tôm đấy. À cái ông tính nuôi tôm không à. Trời ơi, phải tính vậy mới được. Dạ là trên 20 năm hay bác ba? Là mình mới có đi mới trải nghiệm là tôi mới đi chống xuồng hồi nãy mà dưới tôi chống lên chống hồ nó ra. Tập tả luôn. Bây giờ vậy mình xin phép cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn mấy năm rồi cho mình kết thúc video đây. Mình hẹn lại video ngày mai nha. Rồi mình chào luôn bác ba. Rồi chào cả nhà luôn. Chào cả nhà.